Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định số 1234 quy UBND về việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ. Quyết định do ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ký. Theo nội dung quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiền, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 31 tháng 7 để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng ban hành quyết định số 1236 QĐ UBND giao ông Phạm Văn Nghiêm, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian ông Nguyễn Viết Hiển bị tạm đình chỉ công tác. Trước đó, Thanh tra tỉnh Thái Bình cũng ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với kỳ thi nói trên theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn thanh tra gồm 11 người, do ông Phạm Công Dịch, Phó Tránh thanh tra tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn, sẽ làm việc trong 20 ngày để thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức cá nhân liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình. Cụ thể, đoàn thanh tra được thành lập để xử lý đơn của công dân và dư luận xã hội phản ánh những bất thường về điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025. Tại thời điểm khi có điểm thi, nhiều phụ huynh, giáo viên một số trường trung học cơ sở trong tỉnh Thái Bình đã bất ngờ và bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của thí sinh. Đặc biệt, nhiều thí sinh điểm thi môn toán được 3 nhưng sau khi phúc khảo kết quả đạt 9 điểm. Thậm chí có thí sinh từng đạt giải nhì môn toán, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng chỉ được 5,5 điểm. Kết quả phúc khảo của thí sinh được 9,5 điểm môn toán.